Trần Trường Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào các bản tin, cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Gangnam Kali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thẩm mỹ viện Gangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmyvienkangnamkali@gmail.com. thẩmmyviencangnamkali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Gangnam Kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán giả. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Romania, Hungary và Georgia cũng như Azerbaijan đã tham gia chung một cái việc lắp đặt cái đường dây điện dưới lòng biển của vùng Hắc Hải để có thể có được nguồn năng lượng. Bản tin từ Bucharest ở Romania cho biết thì Romania, Hungary, Georgia và Azerbaijan đã tham gia chung một cái dự án và trong đó sẽ lắp đặt một cái đường dây điện ở dưới lòng Hắc Hải để có thể mang thêm các cái khả năng về năng lượng cho các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu từ ở khu vực phía đông của Caucasus. Và trong đó thì dự án này đã được chấp thuận bởi các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia năm 2022, gia tăng thêm trong lúc sau khi mà Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine vào năm 2022. Và trong đó gần như là phía Âu Châu đã lệ thuộc rất nhiều nguồn năng lượng của Nga và nó đã gia tăng một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó thì 27 quốc gia này kể từ đó đã tìm cách tránh dần cái nguồn lệ thuộc vào năng lượng của Nga. Và đường dây điện này sẽ nối liền giữa Azerbaijan, được xem là quốc gia có khả năng tiềm năng về các cái lò phản ứng điện ở vùng biển Caspian, với các cánh đồng về các cái túp pin điện và cũng như là tới các quốc gia thành viên của EU, trong đó gồm có Romania, Hungary và Georgia. Và bộ trưởng của các quốc gia này gồm 4 quốc gia đã bắt đầu có một buổi lễ khánh thành gặp vào ngày thứ ba ở thủ đô của Romania. Trong đó dự án này sẽ giúp gia tăng cái nguồn an toàn năng lượng của 4 quốc gia và giảm đi tình trạng cho gọi là năng lượng cao cho giới tiêu thụ. Bộ trưởng năng lượng của Romania là nói rằng dự án này là một chiến lược quan trọng cho quốc gia của ông và các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Đây được xem là một nỗ lực mới nhất của họ nhằm tách rời dần cái phần ảnh hưởng nguồn năng lượng từ phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lần đầu tiên Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã gửi một đoàn của họ tới nước Nga kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine. Bản tin từ Moscow cho biết thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ gửi một cái toán làm việc tài chính đầu tiên quốc tế của họ tới nước Nga kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Theo tường trình của giám đốc đặc trách về Nga của IMF đã cho biết vào ngày thứ ba, người này có tên là Alexey Mosin, nói rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF có sứ mạng là sẽ bắt đầu lại tất cả những cái chương trình từ ngày 16 tây tháng 9 và sẽ tiếp tục làm việc với phái đoàn của IMF khi mà viếng thăm Moscow và gặp gỡ với các viên chức của Moscow cho tới ngày 1 tây tháng 10. Và IMF được xem là một cái có sứ mạng lần đầu cuối cùng mà viếng thăm nước Nga là tháng 11 năm 2019 trước khi mà bắt đầu đại dịch, và kể từ đó thì không có một phái đoàn nào của IMF ở tại Nga kể từ khi mà Nga bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine. Chúng tôi không loại trừ tất cả những tiến trình để gia tăng áp lực với các người bạn Tây phương của chúng tôi và không có một cái sứ mạng nào năm 2022 và 2023. Mosin đã phát biểu với lại cái văn phòng IMF của ông ta tại Washington DC, và cái phái đoàn này sẽ dẫn đầu bởi một nhân vật của Argentina là Jack Minian, và rất nhiều những quốc gia Tây phương đã lên tiếng gia tăng việc mà Nga vẫn tiếp tục có những cái quyền lợi từ IMF sau khi mà họ xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên rất là khó khăn bởi vì đây là một trong những cái thành viên và trong đó gần như là họ có một cái quốc gia lớn tương tự như Trung Quốc và Ấn Độ, và IMF đã bị chỉ trích bởi các thành viên của Tây phương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, khi mà họ nói rằng vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế của Nga đang bị cấm vận và cảnh báo rằng những quyết định mà tịch thu các tài sản của Nga có thể sẽ gây ra tình trạng gọi là thiếu hỗ trợ về pháp lý. Và Mosin vốn là một cựu thành viên của IMF và
làm việc với phía của Nga và tham gia vào tổ chức này từ năm 1992 sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, và trong đó đã bước ra khỏi vị trí này vào ngày 1 tháng 11, và ông sẽ là người viếng thăm Nga cùng với lại cái sứ mạng của IMF. Đây được xem là một trong những cái chi tiết quan trọng sau khi mà tổ chức tài chính quốc tế này bắt đầu có một cái sứ mạng tại nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, hỏa tiễn của Nga đã sát hại 50 người trong cuộc không tập tại một cái viện nghiên cứu quân sự của Ukraine. Bản tin từ Kiev cho biết có ít nhất 50 người đã bị thiệt mạng và 271 người khác đã bị thương khi mà phía Nga đã bắn trúng một cái viện nghiên cứu quân sự của Ukraine ngay tại thị trấn có tên là Poltava với hai cái hỏa tiễn đạn đạo vào ngày thứ ba. Đây được xem là số tử vong lớn nhất kể từ đầu năm nay. Và các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy là một số thi hài của những người đàn ông trẻ nằm ở trên ở mặt đất với lại bị che đậy bởi các bụi và những cái mảnh vạch gạch vụn, và đây được xem là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga nhắm vào vị trí quân sự của Ukraine. Và Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc không tập này. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã phát biểu trên cái trang Telegram. Ông đâu cho biết là ông đã ra lệnh để điều tra và nói rằng cái cuộc không tập này đã gây thiệt hại cho tòa building đặc trách về viễn thông của lực lượng quân sự của Ukraine. Và ông cho biết trong đoạn video là sẽ Zelensky cho biết là số lượng người chết là khoảng 51 người. Và hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm những người còn kẹt dưới đống đổ nát sau khi mà tòa building này bị sập, và tất cả mọi thứ đều sẽ cố gắng để cứu lại những người còn sống càng sớm càng tốt. Và cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết là số lượng người chết là 50 người. Trong khi đó thì người đứng đầu của Poltava có tên gọi là Philip Browning cho biết 15 người vẫn còn nằm ở dưới đống đổ nát. Và Ukraine, lực lượng của họ cho biết là hầu hết là những người bị sát hại là đều là những quân nhân, và họ không có cho biết là có bao nhiêu nạn nhân nằm trong lực lượng quân nhân. Tuy nhiên cuộc tấn công này là nhắm vào vị trí quân sự của Ukraine. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công gây tử vong lớn nhất của Nga kể từ đầu năm tới bây giờ, nhắm vào vị trí quân sự của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay, người đứng đầu trong cái khâu sản xuất vũ khí của Ukraine cùng với 4 bộ trưởng đã từ chức trong tình trạng gọi là hỗn loạn về chính phủ. Bản tin từ Kiev cho biết thì bộ trưởng đặc trách về việc sản xuất vũ khí của Ukraine đã từ chức vào ngày thứ ba, cùng với lại một số những vai trò trong Bộ Quốc phòng và 4 bộ trưởng khác cũng đã quyết định từ chức, đang dẫn tới tình trạng mà có một cái cuộc căng thẳng lúc mà đang có cuộc chiến với Nga. Việc từ chức của bộ trưởng đặc trách về chiến lược là Oksan Kamysin và phó thủ tướng Oha Stefanitsiza về đặc trách về vấn đề tư pháp, cùng với lại bộ trưởng môi trường đã rời khỏi cái nhiệm vụ. Đây là được xem là 3 nhân vật đã rời khỏi cái nội các của ông Zelensky và được xem là đang bị trống trong cái cuộc sa thải trước năm nay. Và ông Tổng thống Zelensky và các đồng minh chính trị của ông đang tìm cách bổ nhiệm những người lắp trống vào vị trí này trong lúc mà trước khi mà ông bay tới Hoa Kỳ, và ông hy vọng rằng sẽ có một cái kế hoạch chiến thắng để mà đưa cho Tổng thống Joe Biden. Đây là một trong những đồng minh quan trọng của phía Ukraine. Mùa thu này sẽ là một cái điều rất là quan trọng với Ukraine, và chúng ta cần phải vạch ra về cái mục tiêu chiến thắng của chúng ta. Ông Zelensky đã nói chuyện như trên, và ông Zelensky cho biết ông đã bác bỏ vai trò của Rostislav Shuma, được xem là một trong những người phụ tá của ông đặc trách về vấn đề kinh tế theo tường trình cho biết. Và David Arakamiya, được xem là một nhà lập pháp cao cấp của Ukraine, nói rằng ít nhất là có 3 nhân vật ở trong cái nội các của ông Zelensky đã từ chức, và được xem là một ngày đầy hỗn loạn cho nền chính trị của tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái biến động chính trị mới nhất trước khi mà ông Zelensky sẽ có mặt ở tại Hoa Kỳ để tham dự vào cái đại hội đồng của Liên Quốc vào tháng 9 sắp tới đây tại New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Mỹ ngày hôm nay thì Brazil và Hoa Kỳ đã lên án gay gắt việc lệnh truy nã với lại nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela. Giới chức ngoại giao hàng đầu của Brazil ngày thứ ba lên tiếng chỉ trích việc đưa ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với lại nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela là ông Edmundo González, và tỏ ra sự lo ngại rất nghiêm trọng về tình trạng mà có cái gia tăng về độc tài toàn trị tại quốc gia này. Các quốc gia khác ở toàn khu vực Trung Mỹ, bao gồm luôn cả Hoa Kỳ, Argentina và Peru, đồng thời cũng lên án cái biến chuyển này. Và văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela trong ngày thứ hai cho biết là tòa án có thể đưa ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với ông González, lãnh đạo đối lập và là ứng cử viên tổng thống, cáo buộc ông này đã âm mưu có những tội phạm mà họ nói rằng
là cố tình đưa ra những chứng từ giả để xóa bỏ cái kết quả bầu cử mà ông Maduro đã chiến thắng vào ngày 28 tây tháng 7 vừa qua. Trong khi đó thì một trong những nhân vật đại diện ngành ngoại giao của Brazil là Celso Amorim trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters nói rằng nếu chính quyền Venezuela mà tiếp tục tiến hành bắt giữ ông González thì điều này có nghĩa là một cái cuộc bắt giữ chính trị và chúng tôi không thể chấp nhận có những tù nhân chính trị và sẽ không có sự bác bỏ về việc gia tăng với vấn đề độc tài toàn trị tại Venezuela và chúng tôi sẽ không cảm giác rằng sẽ mở ra được cuộc đối thoại và rất là mạnh mẽ có phản ứng với điều này. Amorim đã phát biểu như trên trong lúc mà Brazil hy vọng rằng sẽ có giải pháp để giải quyết cơn khủng hoảng này. Washington đồng thời cũng đã chỉ trích lệnh truy nã trên tiếp theo một vài tuần lễ khi mà các giới chức trong chính quyền của Venezuela nói rằng ông González và một số những thành viên đối lập có thể sẽ bị bắt bỏ tù. Đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ và các quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đã bắt đầu phản ứng với việc mà ông Maduro thông qua Bộ Tư pháp đã cho bắt giữ các nhà lãnh đạo đối lập. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, những kẻ ủng hộ cho Palestine đã xuất hiện và ngăn chặn cửa vô của trường đại học Columbia ngay trong ngày đầu tiên tụ trường. Bản tin mới nhất cho biết thì hàng chục những kẻ biểu tình ủng hộ cho Palestine đã đứng bên ngoài cái cổng vào của trường đại học Columbia trong ngày đầu tiên tụ trường và một số kẻ đã nổi trống lên, trong đó họ la hét và chỉ trích cũng như là lên tiếng ủng hộ cho Palestine. Và ngay sau đó thì các sinh viên mà muốn đi vào trường học phải băng ngang qua cái cửa vô này và họ phải đối diện với sự là gọi là âm thanh lớn của những kẻ biểu tình. Trong đó thì những kẻ biểu tình đang dự tính là sẽ tái lập lại cuộc biểu tình vốn đã từng bùng nổ trên toàn quốc hồi đầu năm tới bây giờ. Và trong những tuần lễ gần đây thì tân lãnh đạo của trường đại học Columbia đang lắng nghe và tìm cách gọi là giảm đi tất cả những căng thẳng sau khi mà nói rằng cái chủ nghĩa bài do Thái đã xuất hiện trong trường học và các cái chính sách về các cuộc biểu tình để giới hạn tất cả những cái cuộc gọi là cản trở đối với sinh viên. Và các tổ chức sinh viên đã lên tiếng và nói rằng họ không muốn bị dính vào tất cả những cái hoạt động liên quan tới vấn đề chính trị và họ mong muốn rằng trường học sẽ có những cái chính sách khác để có thể giúp cho họ không bị ảnh hưởng bởi tất cả những hoạt động về chính trị. Và trong đó thì trường đại học này vốn đã trước đây và cả những kẻ sinh viên biểu tình cho rằng là họ muốn rằng trường học này phải cắt giảm tất cả những mối quan hệ với những công ty nào có liên hệ với Do Thái. Đây được xem là những người ủng hộ cho Palestine và ủng hộ cho phía của Hamas đã lên tiếng và tìm cách ngăn chặn tất cả những cái hoạt động của các công ty và các trường học có liên hệ với Do Thái. Đây được xem là cuộc biểu tình mới nhất gây trong ngày đầu tiên tụ trường và đang gây ra tình trạng khó khăn cho những sinh viên học trong trường Columbia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục mở cuộc điều trần về tình trạng mà bị ngưng hoạt động của Global CrowdStrike sau khi mà gây ra ảnh hưởng trên toàn cầu. Quốc hội hiện nay vẫn đang tiếp tục có cuộc điều trần lần đầu tiên sau khi mà có cái tình trạng bị ngưng hoạt động của CrowdStrike khiến cho thị trường của hàng không và một số những nơi khác đã bị ảnh hưởng trên toàn cầu và trong đó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ đã loan báo vào ngày thứ Sáu là họ sẽ tiếp tục có cuộc điều trần đầu tiên trên Quốc hội về tình trạng đã ngưng hoạt động này, khiến cho nhiều cái cơ sở thương mại và nhiều kỹ nghệ trên toàn thế giới đã ảnh hưởng tới khoảng 8.5 triệu người sử dụng cái Windows, tức là những cái software của công ty Microsoft. Trong ngày 24 tây tháng 9 thì cuộc điều trần này dự tính diễn ra giữa lúc mà các công ty không gian mạng đã bắt đầu bị giám sát bởi phía Quốc hội Hoa Kỳ. Adam Meyer được xem là một phó giám đốc cao cấp của tổ chức gọi là Counter Anniversary Operation tại CrowdStrike sẽ được mời lên điều trần trước khi mà Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa và an toàn không gian mạng và trong đó họ sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi liên quan tới tình trạng mà từng có hành cuộc gọi là bị ngưng động khiến cho ảnh hưởng tất cả các công ty trên thế giới bao gồm các công ty hàng không trên thế giới và điều này sẽ dẫn đến tình trạng mà CrowdStrike có thể sẽ phải bồi thường rất nặng cho công ty Microsoft và Microsoft đang dự tính là sẽ khởi kiện cũng như là công ty Delta là công ty hàng không dự tính là sẽ khởi kiện CrowdStrike khi mà họ gây ra tình trạng khiến cho tất cả hệ thống bị ngưng hoạt động cách đây không lâu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã khởi kiện chính quyền của Joe Biden trong việc mà xóa nợ mới cho các sinh viên.
Bản tin mới nhất cho biết thì 7 tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trong ngày thứ ba đã đệ một cái đơn kiện thách thức chính quyền Joe Biden trong việc mà xóa nợ mới cho các sinh viên và nói rằng Bộ Giáo dục đã có một cái bước gọi là hủy tất cả những cái món nợ sẽ diễn ra trong tuần này. Đơn kiện trên chỉ dưới một tuần lễ sau khi mà tối cao pháp viện đã bác bỏ chính quyền của Joe Biden dự tính là tiếp tục xóa nợ cho sinh viên và những người được xem là giảm các cái món nợ cho hàng triệu người vay nợ và gia tăng việc mà xóa nợ cho các sinh viên. Và trong đó thì là cái đơn kiện này đã được nộp ở tại Brunswick ở Georgia và Bộ trưởng Tư pháp của các tiểu bang này đã lên tiếng và nói rằng chính Bộ Giáo dục của Liên bang đã đề nghị vào tháng 4 là trong đó cung cấp việc loại trừ tất cả những món nợ của sinh viên ước lượng lên tới 27.6 triệu người vay nợ. Và các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang bao gồm Georgia, Missouri nói rằng họ nhìn thấy tất cả những tập tài liệu này từ phía của Bộ Giáo dục. Trong đó đã hướng dẫn cho các nhân viên phục vụ cho những cái cho vay của liên bang đã bắt đầu hủy bỏ hàng tỷ Mỹ kim các món nợ một cách dễ dàng trong ngày thứ ba hoặc ngày thứ bảy. Và đơn kiện này thúc giục Bộ Giáo dục là phải không có quyền đưa ra cái chính sách giảm nợ này. Chúng tôi đã thành công ngăn chặn họ ít nhất là hai cuộc xóa nợ một cách bất hợp pháp và tôi không nghi ngờ chúng tôi sẽ ngăn chặn lần thứ ba. Đó là Bộ trưởng Tư pháp của Missouri là Andrew Bailey đưa ra bản statement. Bộ Giáo dục đã không cho lên tiếng cho biết về điều này và họ đang thực hiện chính sách của Joe Biden là tìm cách xóa nợ cho sinh viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc thảo luận về vấn đề ngân sách cho tài khoá năm tới của ông Mike Johnson đã bị chỉ trích và lên án gay gắt bởi Đảng Dân chủ. Các thành viên của Đảng Dân chủ tại Thượng viện lẫn Hạ viện và Tòa Bạch Ốc đang dự tính là sẽ phản đối một cái dự tính của ông Mike Johnson là chủ tịch của Hạ viện về việc vấn đề cung cấp cho chính phủ trước khi mà hết hạn ngày 30 tháng 9 để tránh cho chính phủ bị shutdown. Ông Mike Johnson có dự tính là sẽ tiếp tục duy trì các cơ quan liên bang mở cửa cho tới tháng 3 trong cái tài khoá họ gọi là Fiscal Responsibility Act, trong đó là sẽ đính kèm tất cả những cái điều kiện khác ở trong cái ngân sách tài trợ cho năm tới. Và vị dân biểu của tiểu bang Louisiana đồng thời cũng sẽ bắt đầu đính kèm cái đạo luật gọi là SAFE Act vào trong cái việc mà gọi là ngân sách tài khoá cho năm tới, trong đó thì buộc tất cả những ai đi bầu phải chứng minh quyền công dân của họ để tham gia cuộc bầu cử của liên bang. Đây là một trong những cái bản báo cáo đưa ra. Và SAFE Act trước đó đã được thông qua tại Hạ viện hồi tháng 7 với 5 thành viên của Đảng Dân chủ và tất cả thành viên của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu yes. Và điều này có nghĩa là họ đã nhận được cái phiếu của Đảng Dân chủ kiểm soát tại Thượng viện và không có là công dân thì phải bị được ban cấm không được tham gia vào cuộc bầu cử của liên bang. Các giới chức của Hạ viện và Thượng viện thuộc Đảng Dân chủ nói rằng cái ngân sách gọi là chi phí cho năm tới mà ông Mike Johnson đưa ra là một cái điều kiện khó khăn và một thành viên của Đảng Dân chủ nó phản đối việc Đảng Hòa đã đưa ra đính kèm trong cái dự luật chi tiêu này. Chúng tôi không thể cung cấp ngân quỹ cho chính phủ và cho toàn năm bởi vì trong đó có nhiều cái giải pháp và không thể có sự ủng hộ của cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện lẫn Thượng viện. Dân biểu Rosa DeLauro của Đảng Dân chủ tại Connecticut, thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong ủy ban phân bố đã nói với một tờ báo chí và trong đó các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thúc đẩy tiến trình bỏ phiếu này. Trong khi đó thì dân biểu Chip Roy đã chỉ ra cho thấy đạo luật SAFE Act này có ít nhất 5 thành viên của Đảng Dân chủ đã ủng hộ cho dự luật này và có rất nhiều người đang chờ đợi một cách cá nhân để mà thông qua cái dự luật này và trong đó đính kèm theo việc buộc tất cả những công dân Hoa Kỳ, những người nào mà đi bầu là phải chứng minh quyền công dân của mình trước khi đi bầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất được đưa ra cho thấy cơ quan mật vụ đã thất bại trong việc để cho người ta xâm nhập vào khu vực Mar-a-Lago của ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan mật vụ đã được bổ nhiệm để bảo vệ cho cựu tổng thống Donald Trump và khu nhà riêng của ông tại Mar-a-Lago ở Florida đã thất bại trong việc đối phó với những thanh thiếu niên trẻ tuổi đã xâm nhập vào cái khu vực của ông Trump hồi năm ngoái theo tường trình của Real Clear Politics đã đưa ra. Người này có tên là Crabtree chỉ ra cho thấy 3 nguồn tin từ cơ quan mật vụ cho biết là ít nhất là có những thiếu niên không rõ lai lịch đã băng ngang qua và xâm nhập vào Mar-a-Lago vào tháng 12 và đã ở trong đây mà không bị phát hiện tới gần 1 giờ đồng hồ trước khi mà họ leo ra bên ngoài ở trong khu vực của ông Trump. Vào tháng 12 năm 2023, cơ quan mật vụ đã được bổ nhiệm để bảo vệ cho khu vực gọi là Town of Palm Beach và cảnh sát tại đây đã không có thể ngăn cản được cái biến cố này xảy ra khi một số những thiếu niên đã xâm nhập vào cái Mar-a-Lago Club, tức là câu lạc bộ Mar-a-Lago mà không có kiểm tra một cách kỹ càng. Đó là một trong những bản báo cáo của Real Clear Politics đã đưa ra trong bản statement và cơ quan mật vụ đã cho biết rằng là
Thiếu niên này cuối cùng đã bị đưa vào sở cai lù bởi cảnh sát địa phương và sau khi mà họ phát hiện ra những thiếu niên này đã xâm nhập sau một giờ đồng hồ. Tuy nhiên thì Crabtree đã báo cáo rằng là những người mà lãnh đạo trong cái toán an ninh của ông Trump đã không cho biết thêm chi tiết về việc mà những thiếu niên này đã xâm nhập vào cái khu vực của ông Trump. Trong khi đó thì một tướng quân viên bảo thủ có tên là Dan Bongino, vốn là một cựu nhân viên về mật vụ, đã lên tiếng cáo buộc rằng nhân viên mật vụ đã bác bỏ tất cả những yêu cầu của chiến dịch tranh cử của ông Trump là bảo vệ cho cái khu vực Mar-a-Lago một cách chặt chẽ hơn. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra sau khi mà nhân viên mật vụ đã thất bại trong việc bảo vệ cựu tổng thống Trump trong vụ ám sát ngày 13 tháng 7 vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, hệ thống AI Alexa của Amazon đã có câu trả lời khác biệt khi được hỏi là bỏ phiếu cho ông Trump hay bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Bản tin mới nhất từ đài truyền hình Fox News cho biết thì hệ thống Alexa của Amazon là một cái hệ thống trả lời tự động và trong đó họ đã có những câu trả lời khác biệt cho cùng một câu hỏi với hai ứng cử viên khác nhau. Khi được hỏi câu hỏi là tại sao tôi phải nên bỏ phiếu cho ông Trump, thì Alexa đã từ chối cung cấp trả lời. Tôi không thể cung cấp trả lời hoặc là endorse cho bất kỳ một đảng chính trị nào hay lãnh đạo của họ. Đây là câu trả lời chính thức từ Alexa, tức là cái hệ thống trả lời tự động của công ty Amazon. Và đài truyền hình Fox News cho biết, họ đã thử nghiệm 3 lần và 3 câu trả lời đều giống nhau là chúng tôi không thể cung cấp các cái nội dung ủng hộ cho đảng chính trị hay một nhân vật chính trị nào. Và chúng tôi không có khả năng cung cấp tất cả những thông tin liên quan tới chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là chúng tôi không có thể chịu trách nhiệm cho những lời dối trá hay là những cái gì của chính phủ. Đây là câu trả lời khi mà quý vị hỏi tại sao tôi phải bỏ phiếu cho ông Trump. Tuy nhiên thì khi mà được hỏi tới cái câu hỏi tại sao tôi phải bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, thì ngay lập tức hệ thống Alexa đã có câu trả lời khác biệt hoàn toàn. Trong đó có rất nhiều lý do bỏ phiếu cho Kamala Harris, hầu hết dấu hiệu cho thấy bà ta là một phụ nữ da màu và bà ta có một số những cái sự nỗ lực trong lúc trở thành lãnh đạo, và thêm vào đó bà ta có kinh nghiệm là một công tố viên và cái lịch sử của bà ta trong các cái khu vực chống tội ác và cải tổ vấn đề di trú và khiến cho bà ta trở thành một ứng cử viên. Đây là câu trả lời riêng cùng một câu là tại sao tôi phải bỏ phiếu cho Kamala Harris. Và trong một cái câu hỏi khác là Alexa, tại sao tôi phải bỏ phiếu cho Kamala Harris, thì câu trả lời nói rằng có rất nhiều những lý do bỏ phiếu cho Kamala Harris và dấu hiệu cho thấy bà ta là một phụ nữ da màu và toàn diện, có một cái chính sách đứng đắn cho đất nước. Đây là câu trả lời của Alexa Amazon. Và đài truyền hình Fox News đã bắt đầu nói chuyện với lại phía của công ty Amazon. Ngay sau khi mà công ty Amazon nhận được điều này thì họ lên tiếng và nói rằng đây là một lỗi lầm và nó đã được chỉnh sửa lại. Và đây là một cái sai lầm và chúng tôi đã chỉnh sửa một cách nhanh chóng. Phát ngôn viên của Amazon đã phát biểu với đài truyền hình Fox News. Và sau đó thì Fox News đã bắt đầu tìm hiểu lại và đánh lại câu hỏi là tại sao tôi phải bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, thì ngay lập tức câu trả lời tương tự như câu trả lời của ông Trump, tức là chúng tôi không thể có những cái endorse về chính trị hay có những cái đề nghị về chính trị. Và quý vị, đây là cái câu trả lời của Alexa, hệ thống trả lời tự động của Amazon. Tuy nhiên trước khi mà đài Fox phát hiện điều này thì khi hỏi tới ông Trump thì họ nói rằng họ không trả lời, nhưng khi hỏi tới Kamala Harris thì họ nêu ra rất nhiều lý do tại sao bỏ phiếu cho Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, đã bắt đầu đọc một cái đơn khác để khiếu nại về bản kết án đối với ông ta. Bản tin mới nhất cho biết thì toán làm việc pháp lý của ông Hunter Biden ở Delaware đã bắt đầu nộp đơn khiếu nại về cái phán quyết có tội về việc sử dụng súng bất hợp pháp của ông Hunter Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì đơn này đã nộp cho đại tòa kháng án số 5. Trong đó chỉ ra cho thấy là cái việc mà gọi là vi hiến khi mà sử dụng vũ khí dưới cái tầm ảnh hưởng của cần sa, và trong đó gần như là không được giải quyết. Và ông Hunter Biden đã bị kết tội vào ngày 11 tây tháng 6 cho 3 trọng tội liên quan tới việc mà ông ta sử dụng vũ khí một cách bất hợp pháp dưới sự gọi là ảnh hưởng của ma túy khi mà ông ta mua khẩu súng năm 2018. Và các công tố viên nói rằng ông ta đã nói láo và khai man ở trong cái đơn khi mà ông ta mua vũ khí. Trong cái đơn ngày thứ 3 thì luật sư của Hunter Biden chỉ ra cho thấy là bác bỏ tất cả những cái yêu cầu của phía bị cáo, bởi vì lịch sử cho thấy rằng là có những cái sự giới hạn trong vấn đề gọi là sử dụng các chất độc khi mà mang theo vũ khí, và điều này không đủ chứng minh là để mà gọi là xóa đi cái quyền sở hữu vũ khí. Đây được xem là một trong những cái đơn mới nhất mà Hunter Biden đã khiếu nại liên quan tới cái bản án kết trọng tội đối với ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, hôm nay một phụ tá của bà thống đốc tiểu bang New York là Hon Chu đã bị truy tố tội làm gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Một phụ tá của bà thống đốc tiểu bang New York Katie Hon Chu đã vừa bị truy tố tội làm gián điệp và cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc, theo các công tố viên liên bang ở tại Brooklyn cho biết. Công tố viên cho biết là Linda Sun, 41 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày hôm nay thứ ba và dự tính sẽ có cái phiên tòa diễn ra vào ngày hôm nay. Và chồng của bà Sun là Chris Hu đồng thời cũng đối diện với các truy tố về hình sự. Trong lúc làm việc cho chính quyền của tiểu bang, bà Sun bị cáo buộc là đã ngăn chặn rất nhiều đại diện của chính quyền Đài Loan từ cuộc phiên họp với lại các viên chức của chính quyền của New York và cáo buộc rằng đã cố tình sắp đặt cho tất cả những nhân vật cao cấp của New York tới viếng thăm New York. Và để đổi lại, thì các công tố viên cho biết nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã chi ra hàng triệu Mỹ Kim chuyển ngân cho ông Thu là chồng của bà này, người có rất nhiều những mối thương mại tại Trung Quốc, và những cái món quà bao gồm tất cả những cái đồ đạc sang trọng, và trong đó nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã gửi tặng cho bà này. Và các luật sư cho biết bà Sun và ông Hu đã chính thức sẽ bị khởi tố về tội làm gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc để cản trở tất cả những cái kỳ bất lợi cho Cộng sản Trung Quốc và khuyến dụ các nhân viên và các giới chức cao cấp của New York tới Trung Quốc, trong khi đó thì cản trở tất cả những viên chức của Đài Loan tiếp cận với lại thành phố New York hoặc là tiểu bang New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản báo cáo của tờ Washington Post cho biết là những kẻ ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã cố tình kích động bạo động trong cái hội nghị APEC diễn ra vào năm ngoái. Giới ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc và những kẻ ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã đứng đằng sau các vụ kích động bạo động nhắm vào những người biểu tình chống Tập Cận Bình ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Tờ Washington Post đã báo cáo vào ngày thứ Ba sau 6 tháng mở cuộc điều tra. Và cuộc kích động bạo động này diễn ra trong lúc mà Tập Cận Bình có mặt tại San Francisco trong cái hội nghị của khối APEC. Và tờ Post đã phân tích ra 2.000 bức hình, video, phỏng vấn hàng chục những nhân chứng. Và trong đó họ kiểm tra tất cả những cái text message, những cái WeChat và kể cả một số bằng chứng cho thấy là các tổ chức ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã đứng sau các vụ bạo động này. Trong đó cho thấy là các kẻ ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách gọi là gây thiệt hại và gây tệ hại cho các cuộc bạo động. Trong đó họ gần như là phối hợp với một số những người trẻ và những băng đảng, và trong đó sử dụng tất cả những cái cột cờ và kể cả những cái bình hóa chất để xịt vào những người biểu tình chống Tập Cận Bình, thậm chí là đánh họ và đá họ. Trong đó thì tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tại Los Angeles đã chi trả cho những kẻ biểu tình ở một cái tiền ăn uống hotel và kể cả tiền chi trả cho họ, và trong đó có ít nhất là 35 kẻ đụng xe ủng hộ Trung Quốc đã có mặt ở trong cái cuộc gọi là biểu tình này, và có nhất 4 nhà ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc ở Los Angeles và San Francisco nằm trong đám đông của những kẻ biểu tình ủng hộ Cộng sản Trung Quốc, và họ trực tiếp chỉ đạo cho các cuộc biểu tình bạo động tại đây. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của tờ Washington Post đưa ra sau hơn 6 tháng họ điều tra về tất cả những diễn biến xảy ra về cuộc bạo động mà nhóm ủng hộ cho Cộng sản Trung Quốc đã đánh đập, tấn công những người biểu tình chống Tập Cận Bình tại San Francisco. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!